Bởi vì lĩnh vực bảo hiểm là lĩnh vực rất chi tiềm năng. Tôi sống ở Mỹ, tôi sống ở Nhật và tôi sống ở cả Việt Nam thì tôi biết rằng là lĩnh vực bảo hiểm quy mô thị trường rất lớn. Và ở Việt Nam có thể nói là thị trường bảo hiểm là thị trường đang ở giai đoạn khá chỉ là sơ khai, nhiều sản phẩm bảo hiểm chưa được tung ra thị trường. Đặc biệt là các sản phẩm về bảo hiểm, về micro insurance. Cái thứ nhất, cái thứ hai thì với xu thế ứng dụng technology để xây dựng các nền tảng bảo hiểm và nhiều công ty trong khu vực đang triển khai rất chỉ thành công như ở Indonesia tôi thấy, hoặc là ở Mỹ, ở Nhật, ở Trung Quốc, thì tôi nghĩ rằng là với xu thế của thị trường thì quy mô của thị trường Insurtech rất chi lớn và tiềm năng. Quan trọng nhất, ai là người có thể làm được, ai là người có thể tham gia vào cuộc chơi này, thì tôi thấy rằng là với Insurtech, tất cả các công ty tham gia vào cũng đang ở giai đoạn rất chi sơ khai và ban đầu. Vì thế, có thể nói rằng là lợi thế của tất cả các công ty đều đang ở vạch xuất phát. Vậy quan trọng nhất là ai đang thực sự dấn thân, đam mê và có những bước đi đúng, có khả năng huy động vốn, có khả năng làm quyết liệt và triển khai nó thì người đấy có cơ hội lớn để thành công. Và tôi nhìn thấy rằng là founder của Min khá chỉ là tâm huyết và đam mê trong cái mảng mà bạn đang làm. Chính vì thế thì với sự kết hợp của Sắc Thủy cũng là một người thích về cái mảng microfinance, đặc biệt là cụ thể hơn là micro insurance, thì chúng tôi muốn bắt tay để giúp cho bạn có thể thực hiện ước mơ thành hiện thực. Điều quan trọng ấy, bạn đang cạnh tranh với chính mình, bạn phải có những bước đi cụ thể, không nên viển vông quá, bởi vì thị trường Insurtech nó rất triển rộng, thì ngay cả bản thân thị trường về bảo hiểm rất triển rộng, một công ty không thể chiếm lĩnh được toàn bộ thị trường. Chính vì thế thì tôi nghĩ rằng là với Min ấy, phải suy nghĩ đến hướng là những cái sản phẩm bảo hiểm mà có thể phục vụ được cộng đồng ở một cái mức mass, nghĩa là tập người dùng lớn và những người đang có thu nhập thấp. Và tôi nghĩ rằng đấy là định hướng của những công ty mà như Min.